Sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để quay một cái video chuyên nghiệp nhé. Thì các bạn sẽ vào đây, Trang có một cái nhóm nhóm này đây. Mình sẽ vào cái đường link này giúp Trang, ấn vào cái đường link. Đó, nó sẽ hiện lên một cái video nha, một cái trang như thế này. Thì trong này nó có ghi nào là họ tên, ví dụ Trang sẽ ghi là Lê Văn Thành. Rồi, giới tính nam, email 123 tính amoc@gmail.com 0918 342 356. Rồi, chọn file thư viện ảnh, chẳng lấy mọi người chờ tí, chẳng lấy cái tấm hình này Trang làm luôn cho ba má. Đây. Rồi, Trang làm luôn cho ba mẹ Trang. Ok, xong. Khi mình chọn được tấm hình rồi thì bạn sẽ ghi nơi sống. Ba mẹ Trang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, xong. Phiên bản bạn xuất hiện một mình nha các bạn. Lời nói bình yên của chúng tôi đây. Sau đó là xuất video. Mọi người chờ xuất nha, tại vì Trang xuất video nó hơi lâu. Sau khi chờ nó xuất video rồi thì Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải cái video đó về cái điện thoại của mình để các bạn đăng lên Facebook cho hoặc là những cái kênh nào mà các bạn đang quản lý cho nó dễ nha. Rồi, sau khi tải về rồi thì nó sẽ có một cái video như thế này nè. Rồi, cách mà bạn làm sao để tải cái video đó về, các bạn sẽ ấn vào cái hình mũi tên này đây. Hình tải về máy, ấn hình mũi tên nó sẽ hiện ra như thế này. Mình sẽ ấn vào cái dấu bên phía góc tay phải có cái dấu hình mũi tên, ấn vào. Sau đó ấn Open in Safari, đó. Sau đó nó về cái trang này nè, thì các bạn sẽ ấn nút tải về. Rồi các bạn có thấy là nằm ở bên góc phía tay phải, nằm ở phía trên là có cái biểu tượng là đang tải về, đang tải cái video về. Đó, nó đang tải về đó. Rồi, ok, tải xong rồi nha các bạn. Tải xong rồi nha. Thì bây giờ Trang sẽ go vào máy ảnh cho các bạn xem nha. Đâu rồi ta? Mở ra rồi này. Đó, mình sẽ ấn vào clip này. Ấn vào, mở lên bên góc đó, ấn vào clip. Sau đó ấn vào cái dấu hút mũi tên bên phía tay trái, kéo lên có chữ lưu video. Vậy là mình đã lưu về. Rồi đây này nha các bạn, đã lưu về được rồi nha. Rất là đơn giản.